Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục mình quay cho các bạn xem cái mô hình trồng bí hồ lô ha. Thì cái mô hình này các bạn thì mình cũng đã quay cho các bạn xem là 3 clip rồi các bạn. Từ cái lúc mà nó mới gieo trồng các bạn cũng như là đến cái lúc mà nó ngắt đọt các bạn và đến cái ngày thu hoạch á. Thì mình cũng đã quay cũng được 3 clip rồi. Hôm nay thì mình tiếp tục mình quay cái clip này thì nó cũng đang trong cái quá trình là thu hoạch các bạn. Thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn cái thời vụ của nó nha. Thì có một bạn đã bình luận trên kênh của mình á, thì bạn đã hỏi là trồng bí hồ lô này nè thì mình sẽ trồng được mấy vụ trong năm á. Thành ra thì mình phải bắt buộc mình làm cái clip này để mình chia sẻ cho các bạn nào mà mới trồng á. Thì các bạn thấy được cái video của mình á thì các bạn có thể là tham khảo ha. Thì bí này các bạn, bí hồ lô này á thì nó sẽ là trồng được là 2 vụ trong năm nha mọi người ha. Thì cái thời điểm là nó sẽ rơi vào từ tháng 10 tới tháng 12 hoặc là từ tháng 12 đến tháng 4 nha mọi người ha. Thì đây là hai cái thời vụ chính của nó. Thì bạn có thể là trồng trong cái thời gian này để mà cây bí hồ lô mình nó phát triển nó được tốt nhất nha mọi người ha. Thì bí hồ lô này các bạn thì cái cách trồng thì mình cũng đã chia sẻ ở trong những cái video trước rồi. Và cách đi phân bón lót như thế nào thì mình cũng đã nêu rõ và đã có những cái hình ảnh để mình minh họa cho các bạn xem á, thì các bạn có thể là vui lòng xem lại ha. Nhưng mà trong video này thì mình cũng xin được là chia sẻ lại cho những cái người bạn nào mà đăng ký mới của mình các bạn thì các bạn có thể là biết được ha. Thì trồng bí hồ lô này các bạn thì cái khoảng cách trồng nó rất là quan trọng nha mọi người ha. Cái khoảng cách của nó là từ lỗ lỗ cách lỗ các bạn là khoảng từ 6 tấc trở lên, có nghĩa là 6 tấc một lỗ cho một cái gốc bí nha mọi người ha. Và từ một cái dây bí chính của nó thì mình sẽ để là 4 chèo đó. Và khi cái những cái chèo con các bạn mà nó bắt đầu mà nó ra quả khoảng đâu 2-3 lạng các bạn thì mình bắt đầu là mình bấm đọt cho nó, bấm cái đọt chèo nha các bạn ha. Còn cái thời gian mà nó chính mà khi mà mình mới trồng á nó khoảng đâu là 6 tấc các bạn thì mình sẽ ngắt đọt cho nó cái lần thứ nhất cho nó ra 4 chèo. Và mình sẽ ngắt đọt cái lần thứ hai cho nó là khi mà cái nó ra là khoảng 2 lạng đến 3 lạng trên một cái quả bí nha mọi người ha. Đó là mình sẽ ngắt đọt cho nó là cái lần thứ hai là cũng như là cái lần cuối. Còn trồng cái này á, thì mình bón lót những cái phân như là phân 20-15 các bạn cộng với hàng canxi bo á. Cái liều lượng là 7-7-3, cứ 7 kg 20-15 với 3 kg canxi bo á, mình trộn lại rồi mình bón ở hai cái mép clip và mình trồng á là mình trồng chính giữa cái clip luôn. Thì mình cũng mới ra cái video nó cũng gần đây thôi các bạn xem lại ha. Video đó là quay rất là cận cảnh cho các bạn xem luôn, cái đó là cái vườn bí mới của mình các bạn đó, thì các bạn lên xem lại ha. Còn riêng cái phần là giống bí các bạn thì các bạn có thể là chọn cái giống là đồng tiền vàng này các bạn hoặc là cái giống trâu vàng, thì những cái loại đó là nó đều tốt nha mọi người ha, và cái khả năng mà nó kháng bệnh cũng rất là hiệu quả luôn đó. Thì cái đó là những cái giống thì các bạn có thể chọn những loại giống, nhưng mà cái giống nào cũng vậy các bạn, thì các bạn cũng phải trồng từ 6 tấc trở lên nha. Còn mà clip cách clip các bạn là phải là nó phải từ là 3 mét trở lên, 3 mét tới 3 mét rưỡi là ok nha mọi người ha. Đó thì ở đây mình trồng cũng 6 tấc lỗ cũng như là clip cách clip là 3 mét trở lên các bạn, nhưng mà bạn thấy không, nó bò đặc lừ luôn. Trồng bí này thì các bạn là phải là xiên là các bạn phải chỉnh dây cho nó bò cho nó ngay hàng thẳng lối các bạn. Nếu mà như mà nó dày quá các bạn, cái độ mà nó quang hợp các bạn nó rất là khó, thậm chí là các bạn là phải đi ốp nụ cho nó. Thì cái thời gian ốp nụ của các bạn là mình phải ốp nụ từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng các bạn, thì cái thời gian đó là cái thời gian mình ốp nụ cho cái cây bí đó các bạn, nó cực kỳ là hiệu quả nha. Và ở đây là mình trồng nó rất là thoáng các bạn, mình không có xen canh nha mọi người ha, và có đi những cái cây nước luôn các bạn, là mình tưới luôn. Mình tưới kiểu như là nhỏ giọt các bạn. Đó. Thì các bạn xem nè, đó. Thì bạn nào đang quan tâm về chủ đề cây bí các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh ha, để mình ra những cái video mà để tương tự cho các bạn xem ha. Để mình đi tới mình quay cho các bạn xem cái khúc bí này. Các bạn trái nè các bạn, trái rất rất là to nha mọi người ha. Một trái như vậy là khoảng hơn 1 kg nha mọi người ha, không có dưới đâu. Đây nè, quay cận cảnh cho bạn xem thêm bao. Và lúc này thì mình đang quay thì trời nó hơi nắng nha mọi người, tại vì mình cũng không có thời gian nữa các bạn. Mình còn trồng nhiều loại cây khác nữa. Thì có một bạn là hỏi mình thời vụ trong năm là nó bao nhiêu vụ, thì mình đã trả lời cho bạn ha. Thì sẵn làm clip cho bạn, bạn nào mà mới trồng có thể là tham khảo nha. Đây các bạn, thì đối với những cái mà cây bầu bí này các bạn
thì nó thuộc dòng lá nhám các bạn. Thì khi mà cây bí của mình mà nó bị thung ngọn các bạn, thì các bạn nên xịt những cái loại thuốc mà nó dạng cớm các bạn, nó sẽ hiệu quả hơn là những cái thuốc mà dạng sữa này nọ nha mọi người ha. Nhưng mà đặc biệt cái cây này là các bạn nên tránh là cái dạng nhũ dầu nha mọi người ha, là vì nó lá nhám các bạn, ký hiệu là EC á. Thì những cái loại thuốc đó bạn xịt lên là nó làm cho cái cây bí của mình mà cái lá nó nóng các bạn, nó bị vàng lá các bạn. Thì cũng nhiều bạn là hỏi mình á, thì mình biết cái nguyên nhân của nó rồi. Với lại cái bệnh mà quắn 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 lá các bạn trên cây bí này các bạn, cái nguyên nhân là do là bọ trĩ với điệp sáp các bạn. Các bạn để ý đi, những cái cây mà nó bò mà nó không có được thẳng các bạn, mà là cái đầu đọt của nó mà nó cứ cong 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 á ha. Và bạn lật cái ở dưới cái nách lá lên, bạn sẽ thấy những cái con rầy các bạn. Nó thì các bạn là nên xịt phòng phòng cho nó trước khi là mình bước vào cái giai đoạn là thu hoạch nha mọi người ha. Thì nó sẽ không có bị quắn đọt, cũng như là cái độ phát triển nó sẽ rất rất là tốt. Thì ở đây là mình chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi nha mọi người ha. Thì các bạn có thể là xem nhiều kênh á để các bạn có thêm kinh nghiệm nha. Đây trái bí các bạn rất là to nha mọi người ha. Đó. Thì một dây bí như vậy các bạn thì mình có thể là để từ 4 tới 5 trái nha mọi người ha. Các bạn không nên để quá nhiều nha, để quá nhiều cái cây mình nó bị mất sức các bạn, tại vì phân mình đâu có 4 thúc nó đủ cái lượng phân đâu, tại vì mỗi gốc mình bỏ chỉ được một nắm thôi. Mà bạn để nhiều trái quá thì cái trái nó sẽ èo ụt, và cái trái nó không có to như thế này mình đang quay cho các bạn xem nè. Trái bí này rất là to nha mọi người ha. Đó. Thì một dây dưa bí như vậy thì mình để khoảng từ 5 trái đổ lại các bạn. Khi nào mà mình cắt á, thì mình sẽ nếu mà nó ra nụ nữa thì mình sẽ để tiếp, chứ mình không để cùng một lúc là mà nó được nhiều trái được. Đó. Đây mình phóng bự cho bạn xem nè. Đó. Rồi thì bạn nào có câu hỏi có liên quan thì cứ bình luận bên dưới video này ha, thì mình sẽ tranh thủ mình trả lời cho các bạn. Cũng như là không có thời gian mà để mà trả lời thì mình sẽ làm một cái video chi tiết như thế này luôn. Như có một bạn là hỏi mình á là trong năm như vậy là trồng được là mấy vụ á, thì mình đã trả lời các bạn từ tháng 10 tới tháng 12 nha mọi người ha. Cũng như là từ tháng 12 tới tháng 4. Nó thì trong cái khoảng thời gian này thì bạn có thể trồng. Tại vì nó thuộc dạng như là mùa nắng các bạn, mùa mưa là nó úng các bạn không có trồng được nó. Thì đối với những người bạn nào mà trồng trong 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 nhà kính á, thì các bạn có thể là trồng thoải mái ha, như mình ở mình là mình trồng ở ngoài nắng luôn các bạn. Đó, mình quay cho bạn xem á. Rồi thì mình quay chút xíu nữa thì mình sẽ dừng nha mọi người ha. Thì chủ yếu là mình cũng đã là trả lời cho các bạn những cái câu hỏi cũng như là cái cách trồng cần thiết á. Là nhưng mà các bạn lưu ý cho mình ha, các bạn nhớ là các bạn không nên xịt thuốc những cái thuốc mà dạng dạng nhũ dầu nha mọi người. Cái dạng đó xịt lên là cháy lá hết á. Rồi thì video quay tới đây thôi nha. Rồi mình xin được dừng.